ép cái nồi H324 mới làm nha anh em. Mình chưa ngâm hết da đó, mới nhóng lên giá là 180 mấy rồi. Nè mình test cái nồi nó lên cho anh em coi nha. Đó anh em thấy rõ ha, cái nồi zin thường nó chạy cái tới mức này là nó ngưng rồi, khi mình làm rồi nó sẽ qua luôn. Mà 300 nó hay bị hiện tượng là nó giật cái ra đầu đó. Khi mà anh em đậu đèn đỏ kêu cọc cọc cọc, mình chiên trị bệnh đó luôn nha, với cái bệnh thú láp nữa nha anh em. Rồi bị còn mấy cái 300 mà đời mới 2016 2018 nữa là nó bị rung rung rần ra đầu, khi mình đậu đèn đỏ là mình nhịp ra lên đó, nó làm giật 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 nè. Bảo đã đi mấy đời H300 rồi cho nên là mấy cái bệnh H300 là bảo chuyên làm đó. Anh em có nhu cầu liên hệ bảo nha. Cái gì qua địa chỉ đây. Cái nồi tay ga nữa. Rồi, xin chào anh em nha.